chia tay đội tuyển Việt Nam trước khi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 chính thức khởi tranh. Đoàn Văn Hậu trở lại câu lạc bộ Hà Nội để tập hồi phục và điều trị chấn thương gối phải từ đầu tháng 9. Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất từ câu lạc bộ Hà Nội, cầu thủ này chắc chắn phải phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương dai dẳng này. Đội ngũ y tế của đội bóng thủ đô, đứng đầu là bác sĩ Kim Quang Dê, đánh giá đầu gối của cầu thủ này vẫn còn tổn thương chưa được phát hiện và cần phẫu thuật mới có thể bình phục hoàn toàn. Hiện tại, câu lạc bộ Hà Nội đang lên kế hoạch để Văn Hậu có thể phẫu thuật trong thời gian sớm nhất. Như vậy, chỉ sau 172 phút thi đấu ở 3 trận đấu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Hậu đã buộc phải trở lại bàn mổ. Trước đó, cầu thủ chạy cánh trái đã phải lên bàn mổ vào cuối năm 2020 để chữa trị tổn thương dây chằng và sụn chêm. Cầu thủ này trải qua vài tháng tập phục hồi tại PVF và đơn vị này sau đó có gửi báo cáo và khuyến nghị tới đội tuyển Việt Nam về thời điểm Đoàn Văn Hậu có thể trở lại thi đấu. Tuy nhiên, theo đội ngũ y tế của đội tuyển Việt Nam, Văn Hậu vẫn có thể tập luyện được và huấn luyện viên Park Hang-seo đã sử dụng Văn Hậu trong trận đấu với Indonesia, Malaysia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào thời điểm mà PVF cho rằng cần tiếp tục theo dõi khả năng phục hồi chấn thương để tránh quá tải. Sau vòng loại thứ 2 World Cup, Văn Hậu đã tái phát chấn thương và cầu thủ sinh năm 1999 gần như chắc chắn vắng mặt ở 8 trận đấu còn lại của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối cùng nếu như trải qua ca phẫu thuật. Nhóm bác sĩ về cơ và xương khớp được câu lạc bộ Hà Nội tham vấn ý kiến đã nhận định quá trình điều trị vừa qua của cầu thủ sinh năm 1999 chưa phát hiện được chính xác tổng thể chấn thương, từ đó dẫn đến hậu quả là chấn thương không được điều trị dứt điểm và bị kéo dài. Đây cũng là nguyên nhân làm nảy sinh tâm lý nóng vội trong cách sử dụng Văn Hậu khi tập luyện và thi đấu. Văn Hậu là trường hợp thứ hai của câu lạc bộ Hà Nội phải điều trị chấn thương kéo dài sau trường hợp của Đình Trọng. Một trụ cột khác của đội là trung vệ Duy Mạnh bị chấn thương vào tháng 3 năm 2020, nhưng nhờ chế độ tập luyện phù hợp, được hồi phục đúng cách nên không rơi vào tình trạng chấn thương dai dẳng như hai cầu thủ nói trên. Chấn thương dai dẳng của Văn Hậu cũng như nhiều trụ cột khác của đội tuyển Việt Nam không chỉ đem tới sự lo lắng mà phía trước là nguy cơ chấm dứt sự nghiệp thi đấu nếu như không được điều trị dứt điểm trong thời gian sớm nhất.